Tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật bãi của em thì đây là clip số 469. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho bên vận chuyển giúp em. Thời gian các nhận được hàng là sau Tết ha. Tất cả các mặt hàng trong clip hôm nay các anh sẽ nhận sau Tết giúp em ha. Thì em sẽ lên tổng cộng là 21 mã sản phẩm. Em sẽ xin phép lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Dạ, mã đầu tiên ngày hôm nay là một cái bình ha các anh. Đây là một cái gọi là một cái máy xay cà phê, xay tiêu nha các anh. Một cái máy xay ha, chuyên dùng để xay cà phê, xay tiêu hoặc là xay các đồ khô đồ đó các anh. Đó ha. Con này thì các anh thấy là ngoại hình vẫn còn rất là đẹp nha. Để em đo cái phần chiều dài của nó ha. Con này thì tổng chiều dài của nó thì sẽ là 20,5 cm. Thì khi các anh sẽ bỏ vào trong đây là mình sẽ bỏ lên đây là cà phê này, nó sẽ có hai cái nấc xay ha, một cái máy xay chính ở dưới, một cái nấc trộn ở phía trên này đó. Thì con này là nó sẽ các anh bỏ cà phê hoặc cà tiêu vào đây rồi mình xay thì nó sẽ đựng xuống dưới cái bình ở dưới đây ha. Thì các anh có thể là mình mở ra ở dưới đây nè, em mở ra để mình lấy ra đổ ra ha. Nên là con này nó rất là tiện, nó không có cần phải dùng điện ha. Đó, thậm chí các anh đi chơi đi phượt mình có thể mang theo luôn. Con này mã số 1 giúp em nha các anh. Mã số 1 con này giá là 650.000 giúp em ạ. Mã 1 650.000. Và mã số 2 là một con cần của nhà KTC nha các anh. Con này là hàng của nhà KTC chính hiệu với chất thép vô cùng dày dặn. Đầu là đầu 1/2 nha. Đó. Con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 25 cm giúp em mã số 2, giá là 300.000 nha các anh. Mã số 2 300.000 giúp em, hàng của nhà KTC. Con này thì còn rất là đẹp, hoạt động tốt ha. Và mã số 3 là một con kìm mỏ quả của Top. Con này thì size tổng của nó sẽ là 25 cm giúp em. Bên trong cái phần răng lợi của nó thì vẫn còn là tương đối nha các anh. Đó, anh nào mình dùng để mình canh thợ đó, mình xài con này thì rất là ok rồi ha. Đó, ngàm miệng các nấc gần gần này để gọi là nó tăng cái nấc á, để các anh có thể là mình làm ở nhiều cái góc độ nó khác nhau được ha. Đó. Và cái đầu phía dưới đây nó dạng là nạy hoặc là vít cũng được nè. Đó, con này mã số 3 250.000 giúp em nha các anh. Mã số 3 250.000. Và mã số 4 là một con thước kẹp của MitutoYo. Con thước kẹp này là size của nó là 20 cm nha các anh. Size 20 cm ha. Hàng của Nhật nội địa nè. Đây, MitutoYo made in Japan. Đây các anh thấy là hai cái đầu này của nó lúc nào cũng sẽ rất là đẹp, không mòn không hở. Này, full mã code ở đây ha. Đó, hoạt động tốt, êm mượt. Mã số 4 giúp em. Con này giá của nó là 550.000 nha các anh. Mã số 4 550.000. Và mã số 5 là một con kìm dùng để con này nó dạng là kìm cắt kẽm này các anh. Đó, lưỡi rất là khít ha, hoạt động ok, lưỡi khít đẹp, cắt êm. Và ngay cái phần cán của nó thì các anh thấy là cán con này nó được bọc một lớp cao su để nó có thể là bảo vệ cái chất thép, đồng thời khi các anh cầm cắt á nó có cái độ êm ha. Đó, về size của nó thì con này nó sẽ dài tổng là 21 cm nha các anh. Mã số 5, giá của con này là 480.000 nha các anh. Mã số 5 480.000 ạ. Và mã số 6 là một con búa của Craftsman. Con này là búa của Mỹ nha các anh. Craftsman, hàng của Mỹ giúp em ha. Thì về tổng chiều dài của nó thì con này nó dài là 33 cm, với cái phần đầu này là 10 cm nha các anh. Đây, các phần đầu đóng của con này. Đó, còn đầu đóng con này thì nó vẫn còn là tương đối, xài thì vẫn còn ok, ngon lành cành đào nha các anh. Đó, các đầu nêm chắc chắn. Mã số 6 giá là 300.000 nha các anh. Mã 6 300.000. Ngay cái phần đầu đây nó làm bằng cán sợi thủy tinh này, rất là bền, nhưng mà tuy nhiên thì con này nó hơi bị xước ở đây ha. Đó, mã số 6 300.000 giúp em. Và mã số 7 là một con cờ lê của nhà KTC. Một con cờ lê KTC Nepro nha các anh. Đây là cái thuộc dòng phân khúc cao cấp của nhà KTC này. Các anh thấy là cái bề mặt của nó bóng gương này, các anh thấy không? Chất thép thì dày dặn ha. Con này thì hai số thông dụng luôn, 17 và 19. Và các anh coi các đầu của nó đây. Đó, các đầu rất là đẹp luôn nha các anh.
Về tổng chiều dài của con này là nó sẽ dài là 28 cm nha các bạn, 28 cm cờ lê 17-19, mã số 7. Con này giá của nó là 400.000 nha các bạn, mã 7 400.000. Dài mã số 8 là một con dao lê, hay con dao gọi là con dao găm, con dao sport, con dao thể thao luôn đó. Con này thì các anh dùng để làm găm này, hoặc là chặt nhẹ để đi chơi đi phượt được ha. Nên con này là nó khá là đa năng luôn đó các bạn, để mình dùng đi chơi, đi dã ngoại, đi rừng các kiểu ha. Size của nó sẽ là 25,5 với phần lưỡi là 14,5. Chui của nó là chui đồng nha các bạn. À, để em coi cái độ dày của nó ha. Này, em mượn đỡ cái con thước kẹp này để em đo cái độ dày của nó. Dạ rồi, độ dày của con này là 5 ly nha các bạn, 5 ly, gần 5 ly. Khoảng là tầm 4 ly 8, 4 ly 9 đó các bạn. Đây, sóng dao đẹp mã số 8, con này giá là 650.000 giúp em nha các bạn, mã 8 650.000. Và mã số 9 là một con kìm tút dây. Con này là kìm tút dây của nhà Vessel Japan. Các anh thấy các bề mặt này, sóng đồ còn rất là đẹp ha. Con này là kìm tút dây hệ C với thông số là 0.8125, 2, 3.5 và 5.5. Nó lớn nhất là 5.5 ha. À 0.9 nha các bạn. Đây nó có cái hệ này. Đó, đây là con này hoạt động tốt, hàng còn rất là mới và đẹp. Mã số 9 con này hệ C, giá là 380.000 giúp em nha các bạn. Mã 9 380.000. Và mã 10 là một con thước gấp 45 độ. Con này là hàng của Nhật giúp em, Shinhwa Made in Japan, stainless steel, thép không rỉ. Và những con này thì các anh đều có thể đo trong ngoài được, có đế hết ha các bạn. Đó, con thước 45 độ. Mã số 10, con này giá của nó là 180.000 nha các anh, mã 10 180.000 ạ. Và mã số 11 là một con kìm cốt thủy lực của nhà Lobster nha các anh. Con này thì nó sẽ dài tổng của nó là 37 cm nha các anh. Con này dài 37 cm. Đó, thì cái phần cán tay cầm là hoạt động tốt hết ha. Con này là hoạt động ok hết giúp em nha các anh. Đó, con này thì còn full tem mạc luôn này. Cái đầu cốt sẵn của nó là cho các anh một mũi luôn ha. Đây nó có cốt sẵn ở đây, là đây là hiện tại cái mũi ở đây là mũi số 14 này. À, còn cốt của nó thì nó có thể là lên tới là 14 cho tới 30 lượng ha các anh. Đó. Nên là anh nào có mũi nào thêm thì các anh cứ gắn vô mình xài thôi. Rất là ok, hoạt động ngon nha các anh. Con này em đã test rồi, các anh cứ yên tâm ha. Mã 11. À, con này thì em sale luôn. Giá của nó là 1 triệu 150 nghìn giúp em nha các anh. Mã số 11, kìm cốt thủy lực 1 triệu 150 nghìn. Và 12 là một con lục giác của nhà... Dạ đúng rồi, con lục giác của nhà KTC. Con này thì thông số là 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 và 10. Các đầu của nó là còn rất là đẹp nha các bạn. Đây, các anh có thể thấy nè, các đầu lục còn rất là đẹp và êm ha. Tổng là có 3, 6, 7 cây lực. Đó, nguyên một bộ mã số 12 giúp em. Con này giá của nó là 280.000 giúp em ạ. À, 12, 280.000. Và mã số 13 là một con kéo cắt thực phẩm nha các anh. Con kéo cắt thực phẩm này thì hàng thép của nó sẽ là inox. Con này là hàng inox thép không rỉ. Thì nó của nhà Freodot Germany ha. Thì cái size của con này sẽ là 20,5 cm. Nó có cái kẹp càng cua, kẹp hải sản ở đây này các anh. Đó. Phần lưỡi của con này thì còn rất là đẹp nha. Lưỡi con này còn đẹp, không có bị sứt mẻ gì, rất là ok. Các anh cắt xài thoải mái ha. Nó chuyên cắt thực phẩm mà cắt gà vịt đều ok hết. Mã số 13 giúp em. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 nha các anh. 13 300.000 ạ. Và mã số 14 là một con khóa, con cờ lê đa năng. Con này hàng của nhà Denko Nhật Bản. Như các anh thấy là cái bề mặt của cái con này thì còn rất là mới và đẹp nha. À, size của nó sẽ là 17 cm giúp em này. Các anh có thể là vận chuyển, di chuyển bằng cái nút này ở đây là nó có cái con lăn ở đây, các anh có thể lăn mình di chuyển. Thì đối với cái nghề như thế này thì các anh mình kẹp nó rất là tốt ha, kể cả những cái con mà nó bị loay bị tết mình có thể kẹp được hết ha. Và cái size của nó kẹp là từ 10 cho tới 17 nha. Mã số 14 con này giá của nó là 400.000 nha các anh. 14 400.000 ạ. Và mã số 15 là một con kìm
Con kìm này là chuyên dùng để cắt móng tay, móng chân như các gạch hàng của Kai Nhật Bản ha. Đó, con này thì cái chất thép của nó là dạng bậc, gọi là dạng giống khung rỉ vậy đó các anh. Đây, và khi mà các anh cài xuống thì có hai chế độ này, cài xuống rồi khóa nó lại này, mở lên thì nó sẽ mới 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 giữ cái tốc độ này để mình cắt. Và con này thì khi các anh cắt á, các anh có thể là cắt ở trong những cái góc khuấy đồ được ha, và cắt êm bén chứ không có phải là như những con khác nữa, xài cực kỳ là ok luôn. Mã 15, con này giá là 250.000 nha các anh, 15 250.000 ạ. Và mã số 16 là một con dao dùng để chiết ghép cành. Con dao chiết ghép cành này thì như các anh thấy là nó sẽ có là phun bột như thế này, là bột của nó sẽ là dạng như là cái vỏ gỗ ở đây này các anh thấy không? Đó, đóng ra đóng vô được ha, khá là ok luôn để cho các anh làm. Về phần sai lưỡi, con này thì lưỡi của nó là dài 23 cm với phần lưỡi là 12 cm nha các bạn. Đó, đầu ở trên đây thì này chắc trên đây là nó hơi hơi bị gãy cái đầu nhọn chút xíu nhưng mà không sao nha các bạn. Đây, tuy nhiên cái chất thép, phần thép gia cấp của nó này đằng sau phun hết, và con này thì nó rất là bén. Đó, các anh chỉ cần liếc nhẹ nó đi, và như con này là hàng là còn zin đẹp luôn này, các anh thấy không? Đây, nó còn zin lưỡi luôn này, còn rất là ok ha. Đó, nó chỉ hơi bị gãy cái đầu như chút xíu thôi, chắc là phần nhỏ thôi, không có đáng ngại ha. Mã 16, con này giá của nó là 430.000 nha các bạn, 16 430.000. Và 17 là một con vít khá là đa năng. Con này thì nó vừa có mũi vít và nó sẽ vừa gắn được cả đầu khẩu luôn. Như các anh thấy ở đây là nó có vít và nó có đầu khẩu luôn nè, để các anh có thể làm việc ha. Đây, đây là đầu khẩu này, khoảng con này thì nó khoảng tầm từ 5.5 cho tới 10 ha, khẩu của nó đó. Nó đầy đủ, nó rất là nhiều khẩu trong đây và phun bộ luôn đó các anh. Cứ yên tâm ha. Đó, con này là dạng phun bộ rồi. Thì như các anh thấy là cái thì như các anh thấy là cái con vít này á, về cái chiều dài của nó thì nó dài tổng khoảng là tầm là 16,5 cm thôi các anh, thêm mũi là khoảng tầm 17,5 thôi ha. Đó, và nó có cái đa năng là nó vừa vít vừa khẩu, như ở đây các anh thấy là nó vừa mũi nè, 3 mũi, 6 mũi, nó có tới tận 9, 10 mũi lận ha các anh. Đó, và khi các anh xài thì nó rất dễ chịu, rất là dễ để mình lấy này. Đó, như các anh vặn tới đây rồi các anh gỡ nó ra như thế này thôi. Đây, các anh tới cái nút của nó ha. Đó, nó sẽ tự nó rơi ra ha. Đó, mình chỉ cần mình đúng cái khớp nó là nó sẽ rơi ra thôi, nên rất là dễ lấy nha các bạn. Đó, xong thì mình khóa lại, thì mình để cái chỗ không có mũi như thế này. Đây, trên đầu sẵn nó có một cái mũi rồi ha. Và những cái con này á, thì nó có ứng dụng như thế này. Khi mà các anh xài những con tự động á, các anh phải bật trái phải đúng không, thì con này là các anh không cần luôn, và nó vẫn có cái thể là nó vừa nhấn vừa xoay được cho các anh. Đây là các anh nhấn, ví dụ như các anh để như vậy thì nó sẽ hơi xoay quần quật nè, các anh thấy không? Nhưng mà khi anh nhấn vô nó lại cứng nè, nhả ra nó xoay tiếp nè, nhấn vô nè, nó lại xoay nè, nên là khi mà các anh xài có thể là vừa vặn vừa mở được luôn, nên là con này thì nó rất là ok ha. Đó. Ở sau đây thì có đầu khẩu, và đương nhiên đầu khẩu thì nó phải có gắn cái mũi chuyển rồi ha. Đây là mũi chuyển từ từ vít sang khẩu này các anh. Mã 17, con này giá là 400.000 nha các anh, 17 400.000. Và mã 18 là một con thước dây của nhà Tajima. Con này là thước 10 mét giúp em ha. Ở đây thì con này thì nó nhỏ gọn, các anh có thể mang đi rất là dễ ha. Đây, nó kêu là push, rồi các anh nhấn lên giúp em thì nó sẽ bung cái này ra này, cho các anh kéo cái này này, các anh thấy không? Và những cái dây này á, nó làm tuy nó làm bằng dạng kim loại nhưng mà nó rất là gọi là nó êm và nó mềm, chứ nó không phải là những cái con kia. Hay nên các anh đo các kiểu thì nó cũng rất là an toàn nha. Đây, các anh thấy không? Đó, và sẽ các anh xoáy vô này, đóng vô là giúp em nó tự này, nó tự nhấc nhấc lên thôi. Mã 18, con này giá là 350.000 nha các anh, 18 350.000. Và mã số 19 là một con kẹo nha các anh, 19 là một con kẹo giúp em ha. Đó, thì như các anh thấy là con kẹo này thì các anh có thể dùng để kẹp hàn hoặc là kẹp gỗ đều được, hàng của Nhật nha các anh. Đây, tem hàng của Nhật này. Về tổng chiều dài của con này thì 22 cm. Đó. À, về cái chiều ngang của nó thì khoảng là tầm là 8, nhưng mà cái con này thì cái chiều dài để mà hoạt động thì nó khoảng tầm là 20 nha các bạn, 20 8. Mã 19, con này giá là 150.000 nha các bạn, mã 19 150.000.
Già 20 là một con kìm cắt kép. Thì như các anh thấy là con kìm cắt kép này là hàng của Nhật giúp em, made in Japan ha. Con này là nó của nhà Izumi đó các bạn. Đây. Như các anh thấy là cái phần tay cầm màu cam kém rất là chắc chắn ha, để các anh có thể làm việc được. Về tổng chiều dài của nó là 25 cm, và con này thì nó cắt kép đồng nhôm phi 32 nha các bạn. Về cái phần lưỡi cắt thì em phải nói con này là còn đẹp nguyên hàng zin, không mài, không sứt mẻ gì hết, còn zin nguyên rất là êm ha. Đây có cái đai ở đây để mở ra này các bạn. Đây ha, có cái khóa ở đây ha. Mở ra. Đó. Và đối với cái con này thì nó sẽ có một cái chốt ở đây để các anh có thể là mình mở lưỡi ra tự động được nè. Đó, mở lưỡi ra vô được ha. Dạ rồi. Con này thì lưỡi là bao đẹp cho các anh, các anh không cần phải lăn tăn nha. Đó, những con nào mà em bao thì các anh cứ yên tâm về sản phẩm. Mã số 20. Con này giá của nó là 850.000 cho các anh, khỏe mới đẹp luôn. Mã số 20, 850.000. Và mã số 21 là một con dạng con đa năng. Con này thì các anh có thể là mình sử dụng để mình làm móc chìa khóa cũng được. Đây, dùng làm móc chìa khóa mình gắn vô, nó có sẵn luôn. Con này đây, cái bộ này là một bộ đa năng hàng thép không rỉ giúp em nha, hàng của Nhật nè. Đó, hàng của Nhật thép không rỉ. Thì bộ này nó có cái gì đặc biệt thì như các anh thấy cái này nhìn nó rất là chất ha. Thứ nhất là hàng thép không rỉ với các đầu khóa, đây là khóa này, đó. Con này là dạng thước này, các anh thấy không? Con này là dạng dao nhỏ này để cắt này, đó. Này là dùng để khui thước nữa này, đó. Đây là một số cái chỗ là để các anh đo hay gì đó đó ha. Đây là vít đồ này. Đó nên là cái bộ này tuy là nó là một cái mảnh nhìn là nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó lại rất là đẹp và nó rất là đặc biệt, nó khá là chất, nên anh nào mình thích đi chơi đi phượt đây những cái dòng này thì nó rất là ok ha. Nó có bao da bên ngoài cho các anh luôn này, đầu này. Đó, nên là khá là hay ha. Mã số 21, giá của con này là 200.000 nha các anh, 21 200.000. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 21 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.